Người này hai tay bưng lấy một tấm lụa vàng, mặt hướng thương thiên, lưng đeo vạn giới, một tồn tại đã đem kỷ nguyên của mình phát triển sáng chói, vượt qua rất nhiều kỷ nguyên khác. Hắn gọi là Long Đỉnh Thiên, chúa tể của kỷ nguyên tiên dân, là một trong những vô thượng cự đầu xuất sắc, cũng là một trong những kẻ biết được hậu quả của việc thắng thiên, cho nên hắn đến Tam Tiên giới lập ra đạo thống, sau đó trở thành thủy tổ của đỉnh Trân Long. Long Đỉnh Thiên vốn có cơ hội đột phá lên Ngụy Tiên, nhưng vì không tìm được phương pháp cứu kỷ nguyên, lại lo cho kỷ nguyên tiên dân nên đã trở về. Bởi vì biết tỷ lệ sống của kỷ nguyên tiên dân không cao, cho nên Long Đỉnh Thiên quyết định để lại đỉnh thiên đỉnh tại Tam Tiên giới. Tại thời điểm thiên diệt chúng sinh, kỷ nguyên tiên dân hứng chịu đại tai nạn, Long Đỉnh Thiên phải vất vả chống đỡ lão tặc thiên, lại gánh cả kỷ nguyên. Lúc này Long Tiểu lại bị ám hiệp giết chết, Long Đỉnh Thiên vội vàng phong ấn linh hồn nàng vào trong tấm lụa vàng để cứu. Vì vậy hắn bị ám hiệp cùng hung vật đánh một kích chí mạng, Long Đỉnh Thiên ngã xuống, kỷ nguyên theo đó hủy diệt.